Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản rất vui được gặp lại với anh chị mình. Video mới ngày hôm nay em Hải sẽ giới thiệu anh chị mình một lô đất và cam kết với anh chị là giá rẻ, giá siêu rẻ và rẻ nhất ở khu vực này. Lô này đầu tư rất là ok luôn. Vị trí em đang đứng đây quý anh chị, khu dân cư này là khu dân cư Lê Phong An Phú 2 tại phường An Phú quý anh chị nhá, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Khu này thì nó rất là gần với vòng xoay An Phú quý anh chị nhá, gần với vòng xoay An Phú ha. Nếu mà ở Thuận An quý anh chị mình biết vòng xoay An Phú. Vòng xoay An Phú là một trong những cái địa điểm mà gần như ai cũng biết. Thì vị trí cái dự án này, vị trí cái khu này, khu đất này, nó rất là gần với vòng xoay An Phú. Nó cách vòng xoay An Phú chỉ tầm 600 đến 700 mét thôi, tầm khoảng đó thôi quý anh chị nhá. Đấy, rất là gần. Hiện tại dự án này bắt đầu người ta xây nhà rất là nhiều rồi quý anh chị thấy không? Đó, ở ngoài này xây còn nhiều hơn, để xíu nữa ra đây em sẽ ghi hình cho anh chị mình xem. Lô đất của mình là một lô đất vuông góc rất là đẹp, hướng chính đông, nên là anh chị nào mà đầu tư trạch sẽ rất là hợp với lô này. Điều đặc biệt là lô này rẻ nhất ở trong khu này, 68m² và chỉ có giá 1,9 tỷ thôi, 1,9 tỷ thôi quý anh chị nha. Và mức giá này đã là rẻ rồi, rẻ nhất rồi, nhưng quý anh chị lưu ý ạ, giá vẫn còn thương lượng được thêm với chính chủ. Đấy, đây ạ, vị trí đất hôm nay lô đất rẻ em giới thiệu, em Hải giới thiệu tới anh chị mình lô này. Tính từ gốc cây này qua đây ha, ngang 4, dài xuống là 17, tổng là 68m, thổ cư hết và hướng chính đông. Hướng chính đông anh chị nha, sổ hồng riêng, mình có thể công chứng ngay, sang tên chuyển nhượng luôn, có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình nếu mình có nhu cầu vay vốn. Đấy, ở bên đây người ta xây nhà cũng rất là nhiều. Lô này quý anh chị này, lô đất này là hướng chính đông luôn, chính đông 100% luôn, không có trách qua bên nào quý anh chị nha. Đấy, vỉa hè 3m. Điện âm nước máy đây, điện này quý anh chị này, có điện đây này ha, nước là đi âm phía dưới rồi, internet đây đó, Viettel ở đây, mạng Viettel quý anh chị nha. Vậy là điện nước đầy đủ quý anh chị nha, mua bán chuyển nhượng sang tên và xây dựng nhà ngay luôn. Đấy, có vỉa hè 3m, cây xanh rất là đẹp, và con đường trước đất của mình là đường rải nhựa, đường rải nhựa quý anh chị nha, đường này lọt lòng rải nhựa 6m, nếu tính cả vỉa hè hai bên là 12m. Đấy, đây là khu dân cư, đường bàn cờ rất là đẹp. Và lô đất này thực tế chia sẻ thật với anh chị nào mà đang có nhu cầu đầu tư, mình mua ngay lô này là rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Giá thị trường ở đây dao động là 2 tỷ 2 đến 2 tỷ 3 cho những cái lô đất mà dao động khoảng 68m. Đấy, đây là phường An Phú quý anh chị nha, phường An Phú nha. Nên nó rất là đẹp và giá lô này chỉ có 1 tỷ 9 thôi, nó phải rẻ hơn thị trường phải tầm 300 triệu là ít quý anh chị nha. Đấy, để em quay sơ vị trí ở trong khu dự án này cho anh chị mình tham khảo. Khu này thì nó rất là đẹp, nó gần với vòng xoay An Phú, một vị trí rất là tuyệt vời để mình di chuyển về vòng xoay An Phú, khu công nghiệp V-Ship 1. Chỗ này xuống khu công nghiệp V-Ship 1 cũng rất là gần, chỉ tầm khoảng 800-900m thôi, khoảng đó thôi quý anh chị nha. Đấy, quý anh chị thấy này đó, ở bên đây người ta xây dựng nhà rất là nhiều rồi quý anh chị thấy không ạ? Đó, dưới đó còn có một số căn đang xây ở phía dưới nữa quý anh chị nha. Đó, phía dưới đó ha, rất là đẹp ha. Vậy là chỗ vị trí đất của mình là đó quý anh chị nha. Đó ha. Đấy, chỗ vị trí đất của mình đây. Con đường này này, đường này quý anh chị này, nối thẳng ra đường DT743 này. Đây, hướng này là mình ra thẳng DT743 luôn. Đó, đường cắt ngang phía trước là DT743 đó quý anh chị thấy không ạ? Rất là gần quý anh chị nha. Đây ra đó chắc tầm 100m thôi. Đấy, quý anh chị thấy xe chạy phía trước không? Đó, 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 xe chạy đó, thấy không ạ? Đấy, đó là đường DT743. Nếu ra đó mình quẹo bên tay phải đó quý anh chị, là mình sẽ xuống vòng xoay An Phú tầm 600-700m gì đó ha, rất là gần anh chị nha. Chỗ này về vòng xoay An Phú rất là gần, một vị trí rất là gần với vòng xoay An Phú. Đây là khu dân cư Lê Phong An Phú 2 tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đấy, rồi anh chị nào mình yêu thích và quan tâm lô đất giá rẻ 1,968m² này, cam kết anh chị là rẻ nhất ở trong khu dự án này rồi, thì hãy liên hệ ngay cho em Hải ha, em dẫn anh chị đi xem hoặc gửi giấy tờ sổ sách pháp lý cho anh chị mình xem. Rồi, rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải để tiếp tục cập nhật các video mới tiếp theo. Em sẽ ghi hình thực tế đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng vân vân để cho anh chị mình tham khảo ạ. Em xin chào.